Chào mừng anh em đến với kênh Điện Máy 369, mình là Bảo Trần. Anh em hỏi mình là trả góp thì có thêm phụ phí gì hay không? Thì nói chung cũng tùy ngân hàng anh em. Có ngân hàng thì nó không có phụ phí gì hết, nhưng mà cũng có ngân hàng sẽ có những phụ phí. Thì nói chung mình đang hợp tác tới 3 ngân hàng. Sẽ có những ngân hàng thì nó sẽ thu anh em là phí hồ sơ, rồi thêm phí gì tùm lum la mình không rành. Nhưng mà phí hồ sơ là nhiều nhất thì nó sẽ gom lại. Thì thông thường ví dụ như bên Home với bên Mire không biết có phụ phí không ta? Cái này để mình hỏi lại nên mình để dưới bình luận ha. Còn có bên còn ACS là nó không có phụ phí nè. Thì nói chung là anh cũng tùy. Với ACS là cái ngân hàng mình thấy là anh em chọn nhiều nhất để mà thể lên hồ sơ này. ACS thì được cái gì? Được cái là nó chỉ từ trả trước 10% trong nguyên combo này. Đó, cái thứ hai á là nó hỗ trợ được online từ xa luôn. Anh em làm hồ sơ online rất là dễ dàng. Tuy nhiên có một cái nhược điểm là cái tỷ lệ duyệt hồ sơ của nó khá là khó bởi chỗ á, thứ nhất là anh em phải trả trước nhiều, thứ hai á, là nó sẽ hỏi những cái câu mà nó cũng như thẩm định anh em á, nên là sẽ hỏi rất là nhiều để đảm bảo là anh em có phải người thật hay không hay là lừa gạt gì, nên là cũng hơi căng vấn đề đó. Đó thì nói chung là bên mình có mẹo qua hết, nên là anh em cần thiết thì cứ việc là ở bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ anh em cái vấn đề trả góp cho cái combo này ha. Đó rồi thì nếu mà được thì anh em cứ đến cửa hàng 573 Lê Văn Lương quận 7 bên mình để có thể là được làm hồ sơ. Bên mình sẽ có những bạn nhân viên sẽ làm hồ sơ hết cho em luôn, sẽ làm hồ sơ hết luôn. Anh em chỉ cần là ngồi chơi xơi nước uống trà uống gì đó rồi hát hò thử rồi là anh em đã có thể sở hữu con lo này mang về rồi, làm hồ sơ đến tại cửa hàng là không cần trả trước luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Thì combo lo điện này mình thấy là anh em đang lựa chọn rất là nhiều, lý do ở chỗ là nó là một trong những cái con loa mà đến từ một cái nhãn hàng rất lớn này, Nanomax thì nó đã tồn tại 32 năm rồi, quá dữ rồi. Chất lượng phải nói là hơi bị đỉnh luôn đó. Anh em đã từng sở hữu những con lo mà nó nhỏ của Nanomax 6-5 là chuyện bình thường, 6-5 là chuyện bình thường. Rồi nói chung là đồ điện tử mà bền hay không là cũng do người xài hết, của bền là tại người. Thì Nanomax cũng đã làm được tốt những cái việc gì nó phải làm, độ bền của con lo, thì còn việc là việc sử dụng như thế nào là chuyện của anh em thôi đó. Rồi thì đây xứng đáng là một trong những con lo mà anh em nên cân nhắc sở hữu trong cái dịp 2024 Tết sắp tới đó. Rồi mọi thắc mắc anh em để là bình luận bên dưới hoặc là ới ơi liền cho mình để có thể là chốt đơn em nói nha.